chơi đi nào, đi chơi thoải mái đi xong rồi ra. Nhưng mà ý đi đừng chơi, ra đi chơi cứ 9 giờ 9 rưỡi lại đó là được cái chi? Hai răng. Bây giờ mới có 18 giờ là đang sớm mà. Đi chơi đâu mà thấy chán đây ra xe. Đi chơi tầm những giờ quay lại. Người ta đang quay trực tiếp nói vừa nói vẫn. Bạn ơi là bao tham quan quay trực tiếp mà. Tôi đi đây là xuyên tam cung mà. Có những cái mặt hàng giống nhau cả. Ai của cô đang này, đang này màu này đỏ này ra màu trắng này. Đèn đỏ lại ra đèn trắng. Kệ đâu. Sao chuyến đâu rồi nhỉ? Sao chuyến mà mình quay cái cảnh đang đi ở phố cổ này? Mình đang ở phố cổ Hội An nha. Còn mấy người đang sau, đang ở phố cổ Hội An nha. Con mẹ cháu đi cùng tiến hả? Hương Ngọc Lan và Lê Yến đang ở phố cổ Hội An nha.